Alo alo, ở đây có một chiếc video, gì, cái gì cũng có. Lại là chị Kính của các bạn đây. Có bao giờ các bạn nghĩ tới mình sẽ làm nghề gì trong tương lai không? Giáo viên, bác sĩ hay ca sĩ nhỉ? Cùng theo chân chị Kính tìm hiểu những điều thú vị về nghề nghiệp tương lai của bạn nhé. Câu 1, theo bạn, giữa nhân viên ngân hàng và lập trình viên, ai nhiều tiền hơn? Ê, có bạn nào trả lời sai không đấy? Đáp án chính xác là lập trình viên nha. Lập trình viên chính là người xây dựng, tạo ra các phần mềm, ứng dụng trên điện thoại, máy tính mà các bạn vẫn sử dụng hàng ngày đấy. Một lập trình viên Google có thể nhận mức lương lên tới 1 tỷ đồng trên một năm. Uầy, có bạn nào mơ ước được làm lập trình viên không nhỉ? Câu 2, lính cứu hỏa và phóng viên, nghề nào nguy hiểm hơn? Nguy hiểm hơn rồi. Những chú lính cứu hỏa sẵn sàng lao vào biển lửa để cứu người, dập lửa không kể nguy hiểm. Trong khi làm nhiệm vụ có thể gặp các sự cố như khói độc, ngạt khí và nổ lớn nữa chứ. Họ quả là những chiến sĩ thầm lặng sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để bảo vệ mạng sống và tài sản cho con người và xã hội của chúng ta. Câu 3, nghề nào làm một ngày đủ ăn cả tháng luôn? Công nhân lau kính đấy. Sao em ngày nào cũng lau kính giúp mẹ mà không thể có lương nhở? Thì cũng là lau kính nhưng phải lau ở ngoài các tòa nhà cao vài chục tầng cơ đấy. Việc nhẹ lương cao khi phải trèo lơ lửng trên các tòa nhà chọc trời, rơi xuống là xin vĩnh biệt cụ luôn. Thế đố bạn biết giữa người mẫu và tiếp viên hàng không, ngày nào được mặc nhiều trang phục đẹp hơn? Tiếp viên hàng không vừa nhiệt tình vừa xinh đẹp, nhưng người mẫu mới chính là ngày được mặc nhiều quần áo đẹp hơn đấy. Họ sở hữu chiều cao và khả năng catwalk tuyệt vời, nắm lùn như chị cũng muốn làm người mẫu lắm chứ. Câu 5, theo bạn, phi công và phi hành gia, ai bay cao hơn? Tất nhiên là phi hành gia rồi. Bật chế độ bay lên, họ lái các con tàu vũ trụ bay khỏi mặt đất lên tới tận vũ trụ bao la huyền bí, hoặc đến các hành tinh khác như mặt trăng này hay cả sao hỏa nữa chứ. Câu 6, giữa bảo an và công an, ngày nào nguy hiểm hơn? Đáp án là công an nha các bạn nhỏ. Tại sao nghề công an lại gặp nhiều nguy hiểm ư? Các chú công an phải bảo vệ an ninh xã hội và thường xuyên phải đối mặt với nhiều tội phạm vô cùng nguy hiểm, nhiều khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng nữa đấy. Câu 7, thế còn giữa giáo viên và biên tập viên, ngày nào giúp chúng ta có tri thức và ý thức tốt? Không còn xa lạ nữa, đó chính là giáo viên. Các thầy cô luôn tận tụy dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tới các em học sinh, mong cho các em nên người. Câu 8, theo bạn, giữa bác sĩ thú y và nông dân, nghề nào vất vả hơn? Chữa cho động vật vất vả, nhưng sao vất bằng các bác nông dân được? Ngày ngày làm việc trên cánh đồng, trồng trọt rồi chăn nuôi, một hạt thóc vàng, 9 giọt mồ hôi. Vì vậy, các bạn nhỏ không được lãng phí cơm đâu đấy nhá. Câu 9, ngày nào cứu con người khỏi tay thần chết, ca sĩ hay là bác sĩ đây? Đáp án chính xác là bác sĩ. Chắc hẳn ở đây ai cũng từng đi bệnh viện và đi khám bác sĩ đúng không nào? Họ luôn sẵn sàng thăm khám, chữa bệnh, chữa trị cho các bệnh nhân. Nếu không có bác sĩ, rất nhiều người sẽ chết vì bệnh tật rồi. Câu 10, ngày nào được đi du lịch nhiều nơi? Đáp án là hướng dẫn viên. Họ thường chỉ dẫn, giới thiệu cho mọi người về địa điểm du lịch đẹp trên khắp thế giới
Bởi vậy, họ cũng được đi muôn nơi. Có bạn nào thích làm hướng dẫn viên du lịch không nè? Vừa rồi là những công việc vô cùng thú vị trong tương lai. Bạn có mong muốn lớn lên sẽ làm nghề gì thì comment xuống dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu thấy video của chị Kính hay và bổ ích thì đừng quên like và đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!